Bây giờ ba mẹ con nó chưa ngồi lặt lá bùn ngót các bạn. Để tranh thủ thì mình là Calamen, mình không có làm, bạn mình chỉ quay phim thôi. Quay phim hỏi chút có cho ăn không? Chắc mẹ không? Quay phim không cho ăn luôn hả? Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay lại trở lại kênh của Hùng Vlog nha. Thì chúc tất cả anh chị và các bạn có một ngày mới thật là hạnh phúc nha. Thì các bạn hôm nay vợ chồng mình có làm một món cá chả làm lẩu hủ qua nha các bạn. Thì mà tất cả các bạn theo dõi kênh thì vợ chồng mình cách thức làm lẩu cá hủ qua như thế nào nha các bạn. Thì mà tất cả các bạn theo dõi, nếu kênh thấy hay chia sẻ, đăng ký like chia sẻ và giúp vợ chồng mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thì đây là thành phần nguyên liệu chính để chúng ta làm cá lẩu cá chả hôm qua nha các bạn. Nào, chúng ta làm được để tìm hiểu cách thức làm như thế nào nha các bạn. Rồi đây là thành phần nguyên liệu để chúng ta làm cái nồi là lẩu cá hôm qua nha các bạn. Thì mình có mua một số cá chả nha các bạn. Thì cá này cá kêu bằng cá chả thắt lát các bạn. Rồi thì thêm một số thịt bằm để chúng ta trộn cho nó ngon nha các bạn. Thì ở bên đó là không thiếu cái hủ qua nha các bạn. Thì hủ qua vợ mình nó cũng trẻ các bạn. Rồi thì đó là thêm một số bột ngót nữa nha các bạn. Rồi chào tất cả các bạn rồi. Rồi thì bột ngót chúng ta cũng lặt lá nha các bạn, lặt lá sạch sẽ nha. Thì hủ qua chúng ta sẽ trộn. Thì các bạn theo dõi kênh để xem cách vợ chồng mình nấu cái món cá chả làm lẩu hủ qua nha các bạn. Thì giờ để cho vợ mình lật rau đi bạn. Thì cái hủ qua các bạn thì chúng ta hồi chúng ta sắc cho mỏng nha các bạn, sắc thiệt là mỏng nha. Bây giờ vợ chồng mình ngưng chút xíu, ngưng máy chút xíu các bạn để hỗ trợ lật lá bùn ngót nha các bạn. Bây giờ ba mẹ con nó chưa ngồi lặt lá bùn ngót các bạn. Để tranh thủ thì mình là Calamen, mình không có làm, bạn mình chỉ quay phim thôi. Quay phim hỏi chút có cho ăn không? Chắc mẹ không? Quay phim không cho ăn luôn hả? Thì các bạn xem kênh thì thấy hay thì cho vợ chồng mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha các bạn. Thì cuộc sống công nhân thì quanh quẩn với gia đình, với vợ con hàng ngày thôi bạn. Thì đi làm xong rồi về nhà thôi. Thì mong tất cả các bạn yêu thương và thông cảm nha. Thì có dịp nào mình sẽ vào công ty quay cận cảnh khu vực mình làm việc trong công ty cho các bạn xem nha. Và bây giờ mình cũng lặt rau rồi nha các bạn. Thì giờ mình đang sắc hủ qua nha các bạn. Thì hủ qua mình muốn cho hủ qua nó giòn các bạn, trong khi làm lẩu á thì chúng ta nên đập một thau nước đá nha các bạn. Thì chúng ta sắc hủ qua xong ta bỏ vô luôn nha các bạn, để cho nó giòn hủ qua các bạn. Nhất giòn hủ qua, thứ hai ăn nó sẽ không bị đắng nữa các bạn. Bây giờ vợ mình đang sắc hủ qua các bạn, hủ qua nước đá mình cũng đập sẵn các bạn. Thì mình đập xong, sắc xong mình bỏ vô luôn cho ba giòn nha bạn. Thì các bạn xem kênh của vợ chồng mình, nếu thấy hay, thấy ý nghĩa cho vợ chồng mình xin một like, một lượt chia sẻ, một đăng ký kênh các bạn. Thì vợ chồng mình làm công nhân các bạn, thì quanh quẩn với cái sáng thì đi làm với vợ công ty, thì tối về thì vợ chồng mình có món nào thì nấu món nấy. Thì cũng chia sẻ gửi đến các bạn cùng xem giải trí ở những ngày làm giờ việc mệt nhọc nha các bạn. Thì mong tất cả các bạn yêu thương chia sẻ giùm, thì đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng các bạn.
thì các bạn xem video có gì thì các bạn cứ việc bình luận ở dưới phần video, thì vợ chồng mình sẽ cố gắng cải thiện từ từ để hoàn thành video tốt nhất để gửi cho đến các bạn, tất cả các bạn cùng xem nha. Thì để vợ mình sát thủ qua thì các bạn thì sẽ chọn cá chả như thế nào để cá chả được dai, thì vợ chồng mình sẽ chia sẻ cùng tất cả các bạn nha. Giờ hủ qua mình cũng ấp xong nha các bạn. Giờ mình bắt đầu mình ớt để mình nhồi cá chả các bạn. Thì cá chả mình nhồi thì mình đem đường, bột ngọt, muối. Thì để cho nó đều luôn các bạn. Thì sẽ thêm miếng tiêu nữa bạn để cho nó thơm nó ngon các bạn. Cộng thành lá. Thì cá chả này nhồi á các bạn muốn nó dai ngon á thì các bạn nhồi xong rồi các bạn cho nó vô ngăn đông tủ lạnh nha bạn. Để chừng 15 phút 20 phút cho nó lạnh lên nó mới dai ngon nha các bạn. Thì cách vợ chồng mình nấu đây thì mình cũng chia sẻ lên cho tất cả các bạn nha. Nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ chia sẻ giờ giúp vợ chồng mình nha. Thì các bạn ấy thì cứ việc làm theo thử đi, nó có dai ngon như vợ chồng mình nói không nha các bạn. Thì vợ chồng mình thì dân sông nước miền Tây mà các bạn, thì lúc trước làm ở dưới mình cũng làm về cá này kia, cá dĩnh, cá chim dinh này kia, mình cũng làm bằng cách này các bạn. Thì mình khi mình nhồi xong thì mình để vô tủ lạnh đó bạn, khoảng 15 phút nửa tiếng gì đó thì cá nó sẽ dai hơn nha bạn. Thì cái lẩu cá chả này các bạn nó muốn nước nó ngọt nó ngon hơn các bạn, thì các bạn nấu bằng nước dừa xiêm nha các bạn. Thì một trái dừa xiêm chúng ta làm ta nêm nước nha các bạn, để cái nồi lẩu cá chả hôm qua chúng ta nó ngọt nó ngon hơn nha các bạn. Giờ cá chả chúng ta trộn đã xong các bạn. Giờ bỏ vô bọc các bạn. Chúng ta mua bọc 1 ký các bạn, người ta dồn vô đó thì để người ta bỏ vô ngăn đá nha các bạn. Bỏ ngăn đá khoảng mình có thời gian mình bỏ nửa tiếng, không có thời gian bỏ 15 phút cũng được nữa các bạn. Để cho thịt cá chả nó bị săn lại nó dai lại các bạn. Rồi giờ ta bỏ ngăn đá nha bạn. Bây giờ cá chả mình cũng bỏ tủ lạnh được 20 phút nha bạn. Bây giờ mình bắt nước lên cái mình luộc xương nữa nha bạn. Luộc xương luộc để cho nó ra chất dơ chất bẩn này cái kia nha bạn. Thì mình luộc cho nó xương cái thì mình mới làm nước lẩu nha bạn. Giờ cá chả mình luộc xương nha bạn, mình dò viên là mình luộc xương viên nha các bạn. Rồi khi mà nó sôi lên phần lên cái thì mình nhấc xuống nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành làm nước lẩu nha các bạn. Thì các bạn chờ một chút lát hai chồng mình sẽ quay lại nha các bạn. Cái nồi chả luộc mình cũng đã sôi nha các bạn. Giờ mình tiến hành mình vớt ra để mình làm nước súp nha các bạn. Làm nước lẩu nha. Ở đây mình có mua hai trái dừa xiêm nè các bạn, thì để mình làm nước lẩu các bạn. Thì bây giờ mình tiến hành chặt hai trái dừa ra để làm nước lẩu các bạn. Mình chặt dừa xong mình đổ nước vô trong tô luôn các bạn. Rồi giờ mình cũng đã chặt nước dừa xong các bạn. Giờ mình bắt đầu bật chảo lên đặng mình phi hành tỏi nha các bạn, để làm cái nồi nước lẩu nha.
Thì tất cả các bạn xem kênh thì đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp vợ chồng mình nha các bạn. Thì mình đổ dầu vô để mình cháy mỡ tỏi nha các bạn. Mình cháy mỡ tỏi cho nó vàng lên cái thì mình sẽ đổ nước dừa vô nha các bạn. Rồi mình nêm nếm luôn các bạn. Giờ mình đổ nước dừa vô luôn nha các bạn. Bây giờ mình nêm nếm đường bột ngọt luôn các bạn. Thì cái này dừa thì nó đã ngọt sẵn rồi, mình để dặn ít đường thôi các bạn. Xíu mút ngọt, xíu muối, ít đường thôi các bạn. Tại dừa mình đã có chất ngọt sẵn rồi. Rồi giờ mình đậy nắp lại để cho nó sôi lên rồi mình thả cá chả vô các bạn. Giờ nồi nước mình cũng sôi nha các bạn. Giờ bắt đầu mình thả cá chả vô nha các bạn. Thì cái nồi lẩu hủ qua này những mấy ngày mưa gió các bạn, mấy ngày mưa thì ăn cái nồi lẩu hủ qua này ngon lắm các bạn. Rồi đợi nó sôi phần lên một cái nữa thì chúng ta cùng thưởng thức nha các bạn. Thì khi mà sôi lên lần nữa thì chúng ta dọn ra, thì ta ăn hủ qua thì nhúng hủ qua vô, thì ăn bùn ngót, ta thả bùn ngót vô các bạn. Thì cái nồi lẩu hôm qua mình cũng đã chín nha các bạn. Thì mời tất cả các bạn cùng ăn cơm cùng vợ chồng mình nha. Bây giờ mình thả rau vô thôi các bạn, thả rau bùn ngót với hủ qua vô mình mình ăn thôi các bạn. Rồi mà tất cả các bạn ăn cơm cùng nhà vợ chồng mình nha. Thì đây là món hủ qua, lẩu hủ qua nha các bạn. Thì cách làm của vợ chồng mình thì để nó không bị đắng nha các bạn. Và nước lẩu nó sẽ ngon hơn bạn khi bạn nấu với hai trái dừa xiêm nha các bạn. Ăn đi con. Rồi vợ chồng mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của vợ chồng mình nha. Nếu thấy hay like, chia sẻ kênh, đăng ký kênh giúp vợ chồng mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều ạ.